Ừ, nó đỡ hơn. Đấy, chính nha, đi tập là không gội cái nước của cái kali nữa. đỡ nhiều. Ừ, nó đỡ. Càng ngày càng đỡ. Đỏ lên, đỏ lên. Nói chung là phía dưới cho nó gọn gàng cao ráo, đi tập mồ hôi nó đỡ. Còn là mình có tuổi rồi mình cũng phải để cái mái, cũng phải để cái mái, không có thì có tuổi rồi trông trọc lơ trọc lấp cũng buồn cười. Già rồi nhưng có phải thanh niên nữa đâu mà. Nhưng mà cắt như này vẫn là kiểu thanh niên, muốn là cao vút lên, cao vút lên là vẫn là kiểu thanh niên. Chỉ mỗi cái là nó không cua đi thôi. Nhưng năm giờ định pha trà ngồi uống, mấy thằng uống với nhau mà thôi tao đi tao cắt tóc đi. Thế chúng mày pha chúng mày ngồi uống với nhau đi. Thế là thôi thì mình nhảy cái xe mình phóng đi luôn, thế mà hóa thì ra chuẩn lúc. Nên nếu ngồi uống nước thì lại có người nữa thì nó lại thành phải chờ đúng không? Tao có suốt lễ chứ. Ừ đấy, thế là may bảo thế thôi tao đi đã xong tao về tao uống sau. Không phải em pha rồi mà anh này 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 đi thì nói chuyện gì đấy. Thế bảo thôi chúng mày cứ uống đi. Đi thế nào đi luôn, mai ra lại không phải chờ, mai sẽ để vuông hay dài mai để vuông. Không sống cũng không ấm bức. Đúng đúng, nếu mà ông mà mẹ không gọi điện như thế thì là có khi là cắt luôn, cắt luôn đỡ phải hút đường thuốc. Trắng hết cả đầu sợ.
cứ dựa vào xem. Trước mà tóc của chú hơi lâu rất là đen, nó đỡ phai hơn. Đúng rồi, là trước của chú là quá giờ, rồi cho đông khách thì sao quá giờ, nên để đen cảm giác bền hơn. Đúng rồi.